Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Mạnh Bonsai. Quý vị nhìn cái vườn chỗ này rộng mênh mông không? Đây là một cái hồ các bác ấy đang bắt đầu khởi tạo này. Giới thiệu với quý vị đây chỗ này nhá. Chỗ này là đây này, quý vị nhìn thấy chưa? Cái chỗ là nhà thi đấu huyện Gia Lâm này. Đấy, lấy cái điểm này, địa điểm này để cho quý vị nhìn này. Nhà thi đấu Gia Lâm, đấy chưa? Thì là cái khu này là ở đối diện nhà thi đấu huyện Gia Lâm. Ở bên này đường quốc lộ 5 hướng từ Hà Nội xuống Hải Phòng. Đấy, chỗ này mấy anh em vừa mới hình thành cái vườn rất là đẹp. Thì tôi làm cái video này tôi quay cho quý vị và các bạn. Đấy, các bác ấy đã tập kết ở kia rồi kìa. Đấy, các anh ấy ăn ngủ nghỉ gọi là di động tạm thời ở đây. Một cây hoa giấy. Thôi, nhưng ông Quế với ông Quang nhá, ông bán là ông chính thức, ông khai trừ tôi, ông không bán cho tôi rồi. Đấy, các ông thế nào? Bằng một tay rồi. Đấy, thì tính toán đi. Đấy. Con này nói về độ già. Già da đẹp. Già. Để đây rồi mất thôi. Da này màu đồng anh nhỉ? Đồng đấy. Hóa vàng. Vàng đồng luôn. Sắc màu này vàng lưỡi đồng gì đấy. Hóa thạch kìa. Lên trang nhất luôn. Trang nhất đấy. Anh nhìn vinh dự không? Sướng không? Tuyệt vời luôn. Để hóng cái khách nó vào ngắm cái si kia thì nó đá gà không mua được cái si đâu, thì nó mua được thôi. Thằng nào đặt ngay ấy, đặt ngay cổng vào nhỉ. Đấy, để nó hóng là đi khách, nhưng mà xem cái si này. À, mua được cái si thì sang mua cái xanh. À, tức là nhìn cây này xong đá sang cây kia đúng không? Cây kia là làm chính này, con này chỉ làm lèn để đi vào thôi. Lên. Không có si đẹp mà em quay kỹ lên si cho anh. Si già luôn cùng mà. Sao chỗ này nhát này cắt như nào đấy anh Dân? Nó nhả xuống đấy. À, nó cắt nó trước là nó kéo đứng, định nó kéo xuống kéo, nhưng mà nó cắt hơi kỹ thuật nó không được ấy lắm, thì nó thời gian nữa thì nó cũng đầy sẹo lên thì nó kín thôi. Chi này cũng ác nhở, già đánh đĩa vào. Đây nhá, tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn một cái video ngắm cái vườn này. Này khoảng bao năm nữa xong rồi anh chưa? Con này à? Nếu nói chung là xong thì nó lâu, nhưng mà anh em mình mỗi người chơi một tí. Không, anh em mình chia sẻ này, định hình nó khoảng 3 năm nó vào hình. Còn nó, cái cây này nó đi cả đời, bao nhiêu đời. Anh em mình nói là như thế nó dễ. Định hình thì trong khoảng 3 năm thì nó được cái form. Người ta sẽ tạo được này cái hình của cái chơi cơ bản để cây cảnh này đẹp hơn người ta. Thế là chỗ này là mấy anh em chuyển vào đây anh? Đây là cũng nhiều phết này, gần chục anh em rồi đúng không? Chỗ này rộng mênh mông nhờ. Chín anh em Tuấn thì kỳ.
dưới kia làm sao không đúng đẹp. Cây đẹp này các bác, cái dấu chà ô cây này chắc mới vật lại dáng. Đây, quý vị và các bạn thấy rộng chưa? Đây này, rộng mênh mông luôn. Bên này các bác ấy còn chơi ít lan đây này chứ. Úi dồi ôi, quá rộng. Này, kê cây đi. Mênh mông, bao la. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Đối diện ngay nhà thi đấu Gia Lâm này. Một loạt phôi các bác ấy để ở cuối cuối vườn này. Con này em mua 70 giả cũng được nửa rồi. Được nửa rồi. Ôi ơi, vừa mới ấy à? Vừa mới phang này anh. Đúng không? Vừa cưa xong à? Cưa xong. Xót xa thế nhỉ? Không, bình thường. Con này cắt hơi sớm này. Con này cắt hơi sớm này. Con này là con ý là phải nuôi đẩy căng con ý ra. Con nó. Đấy. À không, nó lại ra mà, nó ra. Ra nhưng mà nuôi. Nuôi phải đẩy thật ác con ra. Thế đâu hôm nay sao khách là đông thế nhỉ? Anh ơi. À. Anh cười. Cười cười. Được mùa ấy. Đói 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 đói. Anh này em. Anh ơi. Anh vào vòng mày ra. Coi thứ ba. Ôi. Em có con anh lại muốn thăm các bác thì cũng rồi. Anh. Chúc mừng, chúc mừng ông anh nhá. Rộng mênh mông, ui giời ơi. Trước trước tiên ra bác nhìn tác phẩm này.
Tại sao những cái chậu nó có hai cái dấu như này là như nào ấy? Mình chung là không hiểu ý nghĩa. Thế à? Các ông tưởng chơi phải nắm được. Anh Dân? Em hỏi là tại sao? Anh hỏi anh Dũng. Anh Dũng là chuyên ngành nhá. Sao? Tại sao chậu có hai dấu này? Mà lại dấu to, à dấu to dấu bé? Dấu to dấu nhỏ, chuyện cờ. Đóng chuyện này em thấy nó, biết là thấy nó khác em biết là thì... xuống thị trấn mà nó đóng dấu đóng mấy chuyện không? Một chuyện là chỉ có một công ty thôi em mà. À. Còn nhiều chuyện là nó đẹp, đóng thuế nhiều đúng không? Đúng rồi. Nó phải là cây này vật cũng ác nha. Cây của anh mình bắt tay rồi. Bắt tay rồi hả? Chưa lên đường. Vật ác ấy. Dạ. Giá lợn chết trời ơi. Đẹp, đẹp. Có ai hỏi đâu. Có ai hỏi đâu. Chán hết nhỉ. Làm thích thì cho thôi. Ôi trời ơi. Thích thì cho, cái này thì thích cho. Đấy nhá, các bác nghe nhá, thích thì cho. Hôm nay bây giờ chỉ cần ai xin với tôi thôi. Không ai hỏi tình gì. Tình vãi không có thằng nào nó xin. Toàn phôi là phôi. Mời tất cả các anh em vào uống nước ạ. Vâng. Dặn nói là nó vào nó cũng mời anh mấy em, mời cháu đâu. Ồ, không nhường nhầm với em ruột. Alo. Anh chưa, một tí nữa, anh đang trên Châu Quỳ. Đi xem cái vườn cây thôi mà. Chỗ gần chỗ nhà văn hóa.
Cây này của bác Tiếp à? Anh bán rồi. Gặp hỏi cây nào ông anh bán rồi, cứ bắt tay rồi. Bán rồi. Ừ. Đẹp. Bán năm ngoái. Còn lại ngoái. À, tức là bán từ năm ngoái gì? Tất nhiên mỗi lúc nó một khác mà. Mấy cây bán mẹ ngày xưa tí tiền thì có lên rồi. Đồ tại ông 10 kìa, tự dưng bán cây to tiền quá lắm mà. Không phải. Đó mà nó kéo cây lên. Cây của mình nó. Nhưng mà nhìn nó quý như này. Bộ tay em bảo bộ tay này là bộ tay nguyên bản của nó. Nó những con tay quý là con tay này. Chứ nếu bây giờ một cái cốt này xong rồi làm một con tay mới nó khác em. Nhìn ôi ở nhà vào hay là ở đâu rẽ vào anh Dũng? Chậu này nặng phết nhỉ? Chậu đẹp. Chậu lạ. Cây kia của ai anh kia? Đọc. Đấy, cạnh cậu bé này. Con trong kia con này. Đấy, anh áo xanh đang nhìn đấy. Con của Dân. Hai con này. Vì Dân.
cây không ở nhìn nữa sao thế anh nhắn lại cho em theo số ấy không phải mà